Ghế lưới nhân viên GL224 là loại ghế văn phòng được thiết kế dành riêng cho nhân viên văn phòng. Ghế có cấu tạo gồm đệm mút xốp bọc vải, tựa nhựa bọc vải lưới, tay ghế bằng nhựa cố định và có thể ngã thư giãn. Ưu điểm của ghế lưới nhân viên cao cấp. Đệm mút xốp bọc vải tạo cảm giác êm ái, thoải mái khi ngồi. Tựa nhựa bọc vải lưới giúp thông thoáng, không gây bí bách khi ngồi lâu. Tay ghế bằng nhựa cố định giúp dễ dàng di chuyển ghế ghế có thể ngã thư giãn giúp người dùng nghỉ ngơi, giải tỏa căng thẳng. Lựa chọn chân ghế Ghế lưới nhân viên cao cấp có không hai loại chân lựa chọn, chân nhựa và chân thép mạ. Ghế lưới nhân viên GL224 có độ bền cao, chịu lực tốt. Tuy nhiên, để ghế được bền lâu, bạn cần lưu ý vệ sinh ghế thường xuyên và bảo dưỡng định kỳ. Nếu thấy video hay và ý nghĩa các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất nhé.